Mình chào cô chú anh chị ạ. Chào anh Lê Đinh nhé, chào Mậu Nguyễn nhé, chào Lan Anh, chào chị Thoa, chào Thanh Thủy. Hôm nay thì có mấy bạn nữa thì có lẽ là giờ này chưa vào, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bước một. Hôm nay ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vitamin nhé. Có thể là cô chú anh chị và đặc biệt là mọi người không quá quan tâm đến vitamin đâu, cứ coi vitamin nó là cái gì đó nó không cần thiết đối với đời sống của mình. Nhưng đúng là để có thể có được cái sức đề kháng mà khỏe thật sự đấy thì chúng ta phải có vitamin. Đấy là công thức rồi. Và tôi kể một cái câu chuyện ngắn gọn như này. Ở các nước phát triển ấy, đặc biệt là các cái quốc gia mà châu Âu, thì họ sử dụng thực phẩm chức năng với cả những cái đồ liên quan đến vitamin và khoáng chất đấy, đạm đấy, nó là như là cơm bữa, cơm ăn, thức uống hàng ngày đấy. Lý do tại sao thì tôi sẽ kể tiếp một cái câu chuyện về chuyên môn thông qua cái cuốn sách là Hỏi Đáp Kiến thức về Dinh dưỡng. Cái cuốn sách này tôi đã giới thiệu khá là nhiều. Đây là một cuốn sách rất là quý mà không bán trên thị trường nhé, không hề được bán trên thị trường, mà dành riêng cho là ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, có nghĩa là dùng để chuyên để là chăm sóc cán bộ trung ương nhé. Và tôi thì lại chơi với chị Ngọc Anh với cả chị Tâm là đang làm cán bộ công nhân viên ở trong đó, và được có 5 cuốn, trong khi đó tôi xin mãi được một cuốn mà tôi photo lại để chia sẻ và bán cho mọi người. Thì đây mọi người có hoàn toàn nhìn cái mã QR là mã quốc tế nhé và không bán trên thị trường đó. Thì ở trong cuốn sách này nó rất là rõ và nêu rất là nhiều thứ rất là rõ ràng, ví dụ như này. Mọi người có để ý thấy rằng là bà bầu là mọi người các cụ ngày xưa này hay cho ăn trứng ngỗng với cả cá chép không? Vậy thì có bao giờ mọi người hỏi trứng ngỗng với cá chép là nó đem lại cái tác dụng gì không? Hầu hết chúng ta đều không không để ý và quan tâm đúng không? Ví dụ cụ thể nhé, cái cá chép ấy, cái lượng vitamin D ở trong đó cực kỳ nhiều, nhiều vô cùng luôn. Có nghĩa là khi bà bầu ăn cái con cá chép đó vào, thì cái lượng vitamin D lấy được từ trong con cá chép đấy, nó không khác gì chúng ta là uống cái viên vitamin D mà người. Và vitamin D nó là cái nền tảng mà để là đưa vào sữa để hỗ trợ cơ thể hấp thụ canxi. Vậy thì trẻ con mà muốn tăng trưởng được chiều cao và lớn lên ấy, thì mẹ phải ăn cá chép là để làm gì ạ? Tăng cái lượng vitamin D để cho các con là hấp thụ được canxi có trong sữa thì mới lớn được. Thì cũng tương tự giống trứng ngỗng cũng như vậy. Bây giờ lấy một cái ví dụ nữa nhá. Vitamin C là chúng ta đều biết rằng là nó có tác dụng là chống viêm và tăng sức đề kháng. Có phải là khi chúng ta ốm thì bao giờ bác sĩ hay là dược sĩ, bác sĩ thì kê đơn cho chúng ta là uống vitamin C ra các cái quầy thuốc, hiệu thuốc là mua vitamin C đúng không? Và các loại vitamin tổng hợp không? Thì thường là mọi người nghĩ ngay đến cái việc là trong chanh nó chua, với trong cam nó chua là nó có vì nhiều vitamin C đúng không? Thì không phải nhé. Trong 100 gram cam, cam nhé, 100 gram có nghĩa là một cái quả cam một lạng đấy, thì nó chỉ có 40 mg gì nhỉ? Vitamin C thôi. Nhưng trong khi đó thì chúng ta uống một cái viên vàng vàng đấy, mọi người có nhớ cái viên vàng vàng mà nó tầm tầm bằng cái móng tay của chúng ta tầm này này. Đây này, tôi cắt luôn nhá. Tròn tròn nó tầm này. Chúng ta ra hiệu thuốc chúng ta mua đấy. Các cái hiệu thuốc chúng ta mua đấy, cái vitamin C mà màu vàng vàng nó bằng tầm này thôi. Đúng không? Bằng tầm này thôi. Đó. Mà 500 đơn vị, có nghĩa là 500 gì ạ? Miligam. Mà trong khi đó một quả cam một một nặng một quả cam 100 gram cam ấy nhá, mà mới có 40 gì nhỉ? Gam miligam vitamin C. Vậy thì trong trường hợp chúng ta muốn ăn một viên vitamin C có tầm khoảng 500 mg vitamin C thì phải ăn tầm khoảng 12 13 quả cam. Có đúng không? Có nghĩa là chúng ta muốn tổng hợp ra được một cái viên nén vitamin C như vậy, nó tương đương với cái hộp vitamin C thực phẩm chức năng tôi cầm trên tay này. Đây, cái hộp này của Amway nhé. Đó, các hãng này để mọi người nhìn lại. Đường canxi màu vàng nhé. Mọi người bình tĩnh nhá, đừng có lo vào cái việc là tôi đang quảng cáo bán thuốc gì cả, mà chúng ta đang là học tập mà dựa trên những cái nền tảng là thôi. Thì có thể dùng ngay nhá, ăn ngậm cũng được đúng không? Mà trong mỗi viên vitamin họ đều này, mọi người nhìn này, 500 mg đúng không, tương đương với một viên này là bằng bao nhiêu nhỉ? Hơn chục quả cam. Vậy thì chúng ta ăn vitamin C phải làm cái gì cho nó mất thời gian nha, ăn cam mà cho mất thời gian nha, để mà lấy được 500 miligam vitamin C thì chắc là mình phải béo ú na ú nần rồi đúng không? Rồi. Vừa nói vừa ăn là sẽ khó tương tác. Vậy thì có rất nhiều các cái sản phẩm tương tự nhé mà chúng ta ăn hàng ngày, thì bây giờ có cái từ khóa là rất là quen thuộc này. Từ khóa đó tên là thế thế hệ bây giờ đấy, có một từ khóa rất quen thuộc đó là suy dinh dưỡng thể vi chất. Có nghĩa là đời sống chúng ta bây giờ đã dễ dàng và khá là dễ kiếm ăn. Vậy mà chúng ta là có chị Hoa, chị Huy thì Hoa tắt cái mic đi. Tại giờ cũng không tắt được mic của chị này. Chị Lê Thị Thoa, chị tắt cái mic đi. Đúng rồi, dừng hoài anh thế. Rồi.
đời sống của chúng ta do là rất là dễ dàng là có miếng cơm manh áo, chính vì vậy mà chúng ta bổ sung đa chất rất là dễ. Đa chất chính là đường, mỡ và đạm. Đường thì có trong những cái loại rau củ quả ngọt, hoa quả, có trong các loại ngũ cốc, đúng không? Mỡ thì có trong bơ, các cái dầu thực vật và dầu động vật, và cuối cùng là đạm thì chúng ta được lấy từ các loại đạm động vật và đạm thực vật, thì chúng ta sẽ từ từ từng bước một sau nhé. Tuy nhiên đúng là đúng là đấy, chúng ta chỉ là no đủ về mặt cơ bắp thôi và hình thái ngoài cơ thể thôi, còn trong cơ thể của chúng ta thiếu rất nhiều các loại vitamin khác nhau. Cụ thể là hầu như người Việt hầu hết đều có các bệnh xương khớp. Còn ai đó bây giờ mà tầm khoảng 50 tuổi chưa bệnh xương khớp nhé, thì có thể nói là quá tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời luôn. Còn hầu hết người Việt tầm khoảng 40 tuổi là bắt đầu đau xương khớp rồi, không đau chỗ này thì đau chỗ kia. Vậy thì cần bổ sung cái gì? Chả nhẽ chúng ta lại đi giã cái con cua để ăn à? Con cua gạch nhiều khi là các cụ có câu là dâu tôm nấu với ruột bầu chồng chăn và hút suốt gật gù gật đầu khen ngon đúng không? Mình cứ nghĩ rằng là trong cái vỏ tôm, vỏ cua, vỏ sò, ốc hến là nó có canxi, nhưng không phải nhé. Ăn vào chỉ có sỏi thận thôi, đúng không? Chả có cái gì canxi trên chiếc đấy cả. Chúng ta có phải là con ốc, con gà đâu mà ăn được được cái vỏ sỏi đấy, đúng không? Chúng ta phải uống những cái vitamin C như này. Xin lỗi, uống cái những cái viên gì ạ? Canxi như này. Và những cái nọ canxi như này nó rơi vào tầm 90 viên một nọ. Một ngày uống 1 đến 2 viên. Rẻ lắm, đây 90 viên này. Đúng không? Đấy thì ở trong nhóm mình là có một bạn là người gì? Là người Thụy Điển à. Mậu Nguyễn đang học cái K33. Bạn gì nhỉ? Mậu ấy. Bạn gì người Thụy Điển nhỉ? Người Việt kiều kiều bào nhé. Bạn ở mua ở bên đấy một cái hộp mà tầm khoảng 90 viên. 90 viên thì chắc là uống được tầm khoảng 3 tháng. Mà trong khi đó là có 200.000 sale ấy, nó có 200.000. Ở đất nước chúng ta thì cũng tương tự như vậy thôi. Nhiều lắm mà rơi vào tầm khoảng 400.000 một lọ là uống được trong vòng 3 tháng. Quá là rẻ mà lại không bị làm sao nhỉ? Bị loãng xương. Thì tội gì mà không xài, không bị đau lưng. Đặc biệt là nam giới thì ở đây may quá có một anh nam giới là anh Lê Đĩnh. Hầu hết nam giới tầm độ tuổi 40 trở lên kiểu gì đau lưng. Ít nhiều đều đau lưng. Đúng không? Không đau chỗ này thì đau chỗ khác. Lý do tại sao? Đơn giản là cái quả thận của chúng ta nó không sản xuất đủ cái lượng canxi nữa, dẫn tới là mình bị đau lưng. Thế thôi, thì bây giờ mình phải làm sao? Ăn thêm đạm vào, thịt cá vào, hoặc làm gì nhỉ? Ăn thêm, uống thêm vitamin vào, đúng không? Uống thêm gì ạ? Canxi vào để cho lưng nó đỡ đau, mà trong khi đó nó rẻ như này cũng có phải đâu chứ. Có quá gì bằng có tầm 5 lít rượu, 5 7 lít rượu thuốc là cùng thôi. Có đúng không? Ngoài ra giả thiết cho trong trường hợp chúng ta biết cái sản phẩm này rồi đúng không? Nó là nghệ, nghệ và sữa ông chúa, tinh bột nghệ sữa ông chúa đúng không? Tác dụng của nó chủ yếu là làm đẹp da cho chị em phụ nữ. Có một thời kỳ là phụ nữ uống rất nhiều cái tinh bột nghệ này, cộng với là cái sữa ông chúa mà viên thành viên như này đấy, thì nó có tác dụng là vá tất cả những vết loét và rách ở trong cơ thể của chúng ta, đặc biệt là các bệnh về dạ dày và các bệnh về đường bài tiết. Có nghĩa là chúng ta có những cái gì ạ? Vết xước, vết loét, vết rách thì nó vá lại rất nhanh. Kể cả chị em nhá, chị em hầu hết đều có những cái u nang ở trong cửa mình của mình đấy, và những cái u đấy mặc định nó sẽ vỡ, nó giống như cái mụn nước ấy. Nếu mà đi khám ấy thì kiểu gì người cũng có, không thì nhiều thì ít, nó giống như cái nhiệt miệng mà hôm nay nó mọc lên ngày mai nó lại vỡ, ngày kia nó mọc lên ngày kia nó vỡ. Nhưng bây giờ giả thiết nó lại mọc lên hàng n lần tại một chỗ thì sao? Tức là mọc hàng trăm lần tại một chỗ thì sao? Thì có nghĩa là cái vi khuẩn nó đã khu trú ở vị trí đó, và sớm hay muộn thì nó cũng sẽ trở thành một cái loạt các cái vết sẹo xước đi xước lại ở vị trí đó, và rồi cuối cùng là chúng ta mới thành u thật, đúng không? Vậy thì phải bổ sung các cái gì ạ? Các cái thực phẩm chức năng tốt để nó vá, làm sao để tránh trường hợp là nó bị xước đi xước lại, ngay cả cái nhiệt miệng của chúng ta nhé. Nhiệt miệng này, đúng không? Ăn mắm cộng với chấm rau nó có sốt sốt chết người rồi đấy. Đó, thì có nghĩa là ngay cái nhiệt miệng nó còn có vi khuẩn khu trú ở trong miệng, mà dẫn tới là thi thoảng bị nhiệt miệng nó liên tục nhiệt đi nhiệt lại, đặc biệt là những cái người gầy gầy nhé. Gầy gầy là bao giờ cũng hay bị nhiệt miệng, thậm chí là còn bị hạch cả cổ lên, đau quá. 7 8 10 ngày còn chưa khỏi, cổ cực kỳ luôn. Thì chúng ta cần phải sử dụng cái gì ạ? Những cái thực phẩm chức năng nó chỉ đơn giản là cái củ quả ra hàng ngày thôi. Đây thì cái loại này là người ta làm thủ công nhá, đúng không? Còn những cái loại kia người ta dùng máy móc, đây là thành viên bột này để cắn này. Ăn cũng ngon. Ngon kỳ luôn, ngon hơn kẹo. Đúng không? Tết này thay vì mua cái hộp kẹo ăn cũng một vài trăm nghìn, mua cái hộp này cũng vậy thôi mà ăn lại là ngon hơn, bổ dưỡng hơn, thì tội chứ không xài đúng không? Thì vừa rồi tôi giới thiệu vitamin C đúng không? Và cái gì ạ? Tinh bột nghệ. Ngoài ra thì phải độc gan, có cà gai leo, cũng chỉ là cái gì ạ? Cái quả cà gai leo thôi, mà bên ngoài là cái vỏ mật nhân, đúng không? Đây viên nó như này đúng không, rất là rẻ. Đúng là nhai chắn luôn thôi, nó cũng chỉ là bánh kẹo rau củ quả ra hàng ngày thôi, không có cái gì đặc biệt cả. Đó rồi, thì cái này là dành cho nam giới này. Ở đây là kẽm nhá,
thì kẽm có hai loại kẽm, một kẽm là sinh lý dành cho nam giới và một kẽm là dành cho trẻ con tăng trưởng chiều cao và ăn ngon miệng hơn. Có phải là có một số người đấy ăn là không hấp thụ được và không béo được, mà cũng có một số người là ăn nhưng mà không ngon miệng thì chúng ta bị thiếu kẽm, nó làm cho cái tuyến tì vị nước miếng của chúng ta này. Thế nên là tôi nói chuyện nhưng tôi ngậm cái gì vào nước miếng nó cứ tứa ra ở miệng, đúng không? Thì có nghĩa là khi có nước miếng tứa ra thì chúng ta mới cảm giác có nó ngon miệng. Còn rất nhiều người ăn nhưng mà chả thấy ngon miệng, nó đắng ngắt tức là miệng đấy, thì có nghĩa là cái tuyến tì vị của mình bị hỏng rồi, đúng không? Có ăn nhiều đi chăng nữa thì nó cũng không hấp thụ được, thì buộc phải uống kẽm nhá. Ở đây có hai loại kẽm thì anh Lê Định có thể nhìn nhá, đúng không? Cái kẽm này khẳng định nhá là kẽm dành cho sinh lý nam giới, nó chỉ là thực phẩm chức năng nhá chứ không phải thuốc, đúng không? Nó rõ ràng là thực phẩm chức năng luôn, nó uống vào nó bổ sung kẽm. Mà tôi lấy ví dụ kẽm này, kẽm thì chúng ta nghĩ ngay đến con hàu đúng không? Hàu nhiều kẽm nhá, nhưng thực ra không phải con hàu, con sò mới là nhiều kẽm nhất, sau sau đó mới đến con hàu, đúng không? Ví dụ bây giờ 100 100 gram hàu, 100 gram hàu tươi nó có tới là 500 mg kẽm sinh lý dành cho nam giới, nhưng bây giờ trong 100 trong 100 gram hàu tươi, sò tươi khác hàu tươi nhé, hàu tươi thì nó chỉ có tầm 100 mg kẽm sinh lý thôi. Vậy thì chúng ta ăn đến bao giờ mới được là một cái viên kẽm như thế này, đúng không? Ví dụ một viên kẽm trong này nó có hàm lượng là 1000 mg giả thiết như vậy, thì có lẽ phải ăn những ngày rằng hàng cân hàu thì mới có thể có được cái viên này. Trong khi đó một cân hàu có nghĩa là làm sao nhỉ, một cân thịt hàu nhá ít nhất cũng phải 100.000. Ở Hải Phòng chúng tôi là mua tầm khoảng 100.000 một cân hàu, ăn cân hàu phải ăn được mấy bữa mới hết được thì mới được một cái viên bằng đây. Trong khi đó bán giá thành ra cái viên này bao nhiêu, cả cái lọ này mấy chục viên mới tầm khoảng hơn 200.000, có 30 viên đúng Được. không? Thì tương đương với chúng ta ăn phải đến mấy chục cân hàu, đúng không? Thì tính ra là rất là rẻ. Chỉ có điều là chúng ta hay có thói quen là ngon miệng, chính vì ngon miệng cho nên là chúng ta ăn những cái món chúng ta thích, còn chúng ta không ăn những cái món mà cơ thể chúng ta nó cần, có đúng không? Rồi thì kẽm là như vậy nhé. Ngoài ra thì còn khá là nhiều, ví dụ như đây là omega 3 và 6, 9 thì nó không thiết yếu lắm, tất nhiên tôi sẽ nói chi tiết hơn, hiện tại tôi đang chỉ là chia sẻ thôi. Đây là omega nhé, đúng không? Các cái viên là dầu cá, omega 3, omega 6, riêng omega 9 thì là do cơ thể nó tự tổng hợp ra, có nghĩa là nó tự có thể làm sao nhỉ, tự chuyển hóa và tự sản xuất được ra, còn chúng ta phải cấp omega 3 và 6 cho nó để nó làm sao có cơ hội chuyển ra omega gì nhỉ, 9. Thì ở đây nhỉ, đa số nam giới nhá bây giờ nhá là bị đột quỵ và tai biến cực kỳ nhiều, lý do chính là thiếu omega 9 đấy. Vì sao ạ? Omega 9 nó giúp cho làm sao toàn bộ cái hệ thống mạch của mình nó làm sạch, nó là một cái loại mỡ tốt, nó giúp cho làm sao bong tróc tất cả những cholesterol xấu, là các loại gì ạ, các váng mảng bám bẩn ở trong cái mạch của chúng ta. Có phải bây giờ rất nhiều anh là trời mấy hôm nay trời lạnh lạnh này, chỗ nhà tôi có hai anh nhé, học viên chỗ nhà tôi có hai anh đang ngồi tự nhiên uống rượu xong cứ xìu 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 rất là toạch, đúng không? Rất là lặng nhanh, có nghĩa là đang ngồi chỉ thấy hơi trong trong choáng này mà không cố gắng gượng dậy, nhưng mà nả người ra đón theo cái kiểu như là nả người để đón nhận cái cảm giác nả người đấy nhá, là toạch thôi. Và bây giờ cứ cái mùa rét này rồi đi cực kỳ nhiều luôn, mà nữ giới ít nhất là bị đau đầu mới cả bị rối loạn tiền đình. Thì bây giờ cứ rối loạn tiền đình mới đau đầu, mà bây giờ đằng mạch mình đang tắc, máu nó không lưu thông, mình lại đi uống thuốc giảm đau thì có thể chết không? Có nghĩa là không ai hướng dẫn bảo chúng ta cả, dẫn tới làm sao chúng ta làm bằng bản năng của mình nhá. Và rồi mình phải trả giá là có những cái thứ mà không thể là sửa chữa được. Thì cái omega 9 nguyên liệu chính là phải cấp omega 3 và omega 6 cho nó, chính là cái loại dầu cá đấy. Ngày xưa cái thời anh Lê Đĩnh với thời tôi nên là bố mẹ hay cho uống dầu cá với cả Vinatop. Anh nhớ cái Vinatop mà chống còi biếng, vitamin C với B1 đúng không? Nhưng mà bây giờ thì không có. Bây giờ nhá, vợ tôi đấy chả biết cái gì cả, phải hỏi chồng hết, đúng không? Và bây giờ là các cháu bây giờ, các bà, các mẹ trẻ bây giờ gọi là bà mẹ trẻ, chả biết một cái gì cả, đúng không? Cái gì thôi chả để ý và tìm hiểu cái gì cả, dẫn tới là rất nhiều các dạng tổn thất. Còn đây nữa là vitamin tổng hợp, thì vitamin tổng hợp cái này chị em uống nhiều lắm. Giả thiết như bây giờ chúng ta muốn có một vitamin tổng hợp thì phải ăn tầm mỗi thứ khoảng tầm 5 6 7 quả, ví dụ quả chuối, quả cam, mỗi thứ một tí, mỗi thứ một tí thì chúng ta mới tổng hợp ra được một vitamin tổng hợp. Nhưng bây giờ mọi người nhớ đi hát karaoke không, họ ai đưa ra một cái đĩa hoa quả rất nhiều loại hoa quả khác nhau thì đấy mới chính là ăn hoa quả nhé. Còn chúng ta người Việt hay là sao, mua cả cân nho, cả cân mít, cả cân gì cam, cân chuối, mỗi hôm ăn tí, có nghĩa là sáng ăn chuối chiều chưa ăn cam, ăn như vậy nhá không bao giờ đủ chất, không bao giờ đủ vitamin. Chính vì vậy đấy chúng ta rất hay bị ở cái trạng thái là ốm vặt ốm dở, không bao giờ khỏe được, lúc nào nó cũng làm sao bị một vài cái bệnh lặt vặt trên người, có thể là ù mắt chóng mặt,
hoa mắt ù tai đau đầu rồi là trĩ rồi là đau dạ dày đau xương khớp linh tinh xà beng cả. Trên người mình luôn luôn có một vài các bệnh và lâu lâu lại tăng thêm một bệnh, không có chuyện ít đi đâu nha, chỉ có tăng thêm thôi. Và những cái bệnh cũ thì chưa khỏi hoàn toàn nhưng lại có thêm một vài combo bệnh mới, tất nhiên là không chết người nhưng nó làm giảm cái chất lượng sống của chúng ta xuống, nó suy giảm cái cảm xúc của chúng ta xuống. Thì ở đây suy giảm cảm xúc này đối với nam giới đấy thì không còn cái chức năng sinh lý nữa, có là nhìn phụ nữ xinh đẹp không có cần không cảm xúc nữa đâu, có là chỉ mong muốn có thôi chứ cũng không làm ăn được gì nữa. Và đối với nữ giới thì cái chuyện tình cảm nó cũng không còn hứng thú gì nữa cả, nghĩ đến cái việc ấy nó cũng thờ ơ lắm, có là chúng ta bị mất năng lượng và không có cái gì để tạo ra những nguồn năng lượng đó. Thì tương đương với việc là nam giới bây giờ ngâm rất nhiều thực phẩm chức năng ở trong các loại rau củ quả hột hạt của mình mà ngâm vào rượu nữa, thì đấy là thực phẩm chức năng tự chế đấy đúng không. Và nữ giới thì hay uống những viên nội tiết tố đúng không, hay là collagen hay cái gì gì đó. Rồi tôi tiếp tục nhá. Ngoài ra đây là những cái sản phẩm sơ hoạt hóa này, cái này nhá là không phải là rau đâu nhá, rau củ quả là rác chúng ta ăn vào người nó trở thành sơ đâu nhá, mà cái sơ này gọi là sơ hoạt hóa, có nghĩa là cấp cho cái đoạn ruột già của chúng ta, nó hỗ trợ cơ thể tạo ra máu. Và đúng là rất nhiều chị em ấy là bị choáng choáng, đang ngồi đứng lên ngồi xuống nó mất chóng mặt nó choáng nữa, có phải là do mình ăn thiếu thịt thiếu cá đâu, mà là cái đoạn ruột đấy nó ăn cái này để làm sao, nó hỗ trợ cơ thể tạo ra máu, chúng ta không cấp cho nó thì làm sao bị choáng. Có thể trước đây chúng ta cũng làm sao trẻ tầm khoảng dưới 30 thì cũng đã khấu hao cơ thể đâu, cũng đã làm nhiều việc đâu. Nói thật cho nhá, mọi người chỉ có càng ngày càng nhiều việc thêm thôi, rất hiếm người càng ngày càng ít việc đi, mà càng ngày chỉ có càng nhiều việc thêm thôi, mà sức khỏe thì càng ngày càng tệ đi chứ không có chuyện là khỏe lên đâu nhá. Ngoài ra là ăn uống càng ngày lại càng thanh đạm đi, thiếu chất đi, làm nhiều là phải ăn tăng thêm chứ, dẫn tới là chúng ta kiệt lực đúng không. Vậy thì chúng ta cần phải bổ sung tất cả những cái loại nhá. Thì ở đây thêm một loại nữa là cái cây lô hội đúng không, thì cái lô hội này thì anh Lê Đĩnh là đã dùng rồi đúng không, có nghĩa là cái ruột non của chúng ta cần phải được thải độc, cần phải làm sạch để có thể hấp thụ được tất cả những cái đống cặn này đúng không. Chứ bây giờ mà ruột nó không làm sạch thì có uống vào rồi mình cũng lại đi đại tiện ra thôi, và trẻ con là ỉa phân rất là thối là như vậy. Và tất cả những cái loại phân mà còn có thực phẩm ở bên trong ấy thì khi mình đi đại tiện nó rơi những tủng xuống nó chìm mất tích, đấy gọi là gì ạ, phân độc hại. Và những cái phân đó có phải là như thời của anh Lê Đĩnh là biết cái hố xí thùng đúng không, tôi biết hố xí thùng. Và tất cả những cái phân mà chúng ta đại tiện xuống cái hố xí thùng ấy, sau một thời gian thì nó sẽ nổi lên, nó nổi lên đúng không đó. Thì vậy thì tất cả những cái phân nó nổi lên nhá, thì có nghĩa là tất cả những cái thứ ở bên trong nó đã bị phân hủy và phân nó mới nổi, thì có nghĩa là vàng nổi. Và tất cả mà những người mà đây đi đại tiện nhá, mà phân màu vàng mà rơi tủng với xuống là nó dập với dành nó nổi bình lên cái, chúc mừng mọi người đang hấp thụ được triệt để thức ăn và vitamin khoáng chất, có nghĩa là cơ thể của chúng ta ăn vào cái gì hấp thụ hết cái đấy nó đỡ lãng phí, chứ không phải chúng tôi cũng cả đống đống như đống gạch này rồi xong sao đi đại tiện buổi sáng có tù mất tích, chả nhìn thấy phân của mình đâu cả, mặc dù là hố xí thọ tự hoại đúng không, thì nó có phải đọng lại dưới cái ruột mèo ấy chứ đúng không. Chứ bây giờ nó không có thì có nghĩa là làm sao nhỉ, chúng ta không hấp thụ mà do chúng ta bẩn thì buộc phải làm sao uống những cái loại này. Thì có thể có những cái cách khác thì các bài trước tôi chia sẻ rất là nhiều nhé, chúng ta hoàn toàn có thể không có điều kiện thì không cần mua loại này không sao cả, chúng ta có thể tự chế biến các loại chè đúng không, các loại chè liên quan đến cây lá cây nha nam mà còn có điều kiện tốt nhất là mua, tại vì làm sao nó rẻ lắm, rẻ hơn cái công chúng ta nấu rất là nhiều. Rồi còn rất nhiều những cái loại khác nhá, ví dụ đây là yến mạch đúng không, yến mạch chúng ta thay như anh Lê Đĩnh là ăn bằng yến mạch thì càng tuyệt vời, là làm giảm cái lượng đường của anh xuống cực kỳ nhanh, tại vì yến mạch nó là đường chậm, anh có ăn nhiều đi chăng nữa nó tiêu hóa cũng rất là chậm. Rồi ngoài ra thì còn có trà gai leo, thay vì uống cà phê thì uống trà, nhà tôi có một cái tiệm tạp hóa như đống gạch chả thiếu cái của lợ gì đấy cả. Rồi ở đây thì có hà thủ ô, chị em ai mà sợ sợ bạc tóc đúng không, thế giờ bạc tóc mà chẳng nhẽ đi nhuộm tóc thì hỏng rồi, uống trước đi, khoảng 30 tuổi đã uống rồi, cái này nó có gì đâu, rẻ vô cùng luôn đúng không, họ đã tạo thành viên thành những hộp như này rồi, cực kỳ rẻ chứ không phải rẻ, rẻ hơn rất là nhiều cho cái việc là chúng ta mua cả một đống cả chậu rồi xong rồi rửa xong rồi ngâm rồi sao rồi phơi xong rồi này cho vào rượu ngâm sạch việc, những cái công cụ ấy nó lạc hậu rồi và nó làm mất tốn quá nhiều nguồn lực, cái công mua bình cái công ngâm nhất cái thứ rồi uống lại say sưa phê pha chả nhất tốt gì cả. Còn đây là yến đúng không, yến thì mọi người biết rồi đúng không, tất nhiên là có rất là nhiều loại yến khác nhau nhưng mọi người cũng không biết mua thì mua thành mủ chôn đấy, mủ chôn đấy, và tôi cũng bị trả giá nhiều lắm rồi. Thì ở đây thì có rất nhiều loại yến ở khác nhau thì mọi người có thể tự tìm hiểu nhé. Đó đây là giả thiết nhé, khi mà chúng ta hơi mệt một chút đấy thì bây giờ mà cái thời gian mà mình đi trưng cái tổ yến thì nó không có nhiều thời gian đâu, bây giờ hãy căn thử đi. Đây là tôi chia sẻ rất thật, là toàn là người có cái khối lượng công việc rất là tốt, rất là nhiều mà cần phải có sức khỏe để lao động và làm việc. Thì chúng ta làm sao hôm nào mệt mệt người thì phải làm sao bổ sung thêm một chút, đây không phải là diễn hay là bán hàng nhưng mà chỉ là muốn chia sẻ với mọi người để nhấn mạnh lại này đó.
Đó thì mình hoàn toàn có thể sử dụng những cái sản phẩm này. Mà yến thì mọi người biết rồi, thay vì chúng ta mua hàng triệu một cân hay là vài trăm gram ấy, thì chúng ta mua sẵn những cái nọ như này, nó rất là rẻ, rẻ cực kỳ luôn. Mà làm quà biếu cái thứ nó cũng rất là tiện nhé. Các cụ thì sướng lắm. Nói thật chứ các cụ mà người trung trung cao cao tuổi mà hơi mệt mệt ốm ốm ấy, biếu thực phẩm chức năng các cụ yêu yêu quý khủng khiếp luôn. Chứ Tết này mà mọi người cầm gà đến nhá, mới cầm heo, cầm móng giò ăn là nhìn ngao ngán luôn. Mệt lắm. Bản thân tôi cũng vậy thôi. Ai mà tặng gà mới tặng lợn tặng heo bây giờ thì tôi chịu chết rồi. Giết mình cũng chẳng giết được, mà mình ăn thì mình cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Thôi thì cứ cho mình cái gì rau củ quả hạt là mình thích rồi. Rồi. Vừa rồi là những cái sản phẩm rất là nhiều như một loạt. Ngoài ra thì tôi cũng giới thiệu thêm một chút nữa. Những cái này là dùng giúp giúp là phá cái dạ dày của mình bị rách nhé. Có nghĩa là nó chỉ là đạm thôi, nhưng mà nó giống như làm sao ruốc ấy. Chúng ta làm ruốc tôm, ruốc gà, ruốc cá, đúng không? Thì đấy chính là đạm đấy. Xong bây giờ chúng ta xào thành ruốc thơm ngon rồi nhé. Xong chúng ta phơi thật khô đi, xào thật khô đi, cho vào máy sinh tố xay biết nhẹ thành bột đi, đúng không? Xong mỗi lần chúng ta ăn cho nó súc một tí, đúng không? Chúng ta có thể hòa một chút cháo, xong rồi thành cháo dinh dưỡng ấy. Mọi người có nhớ cháo dinh dưỡng trẻ con không? Thì đấy chính là đạm nhá. Thì đây cũng là đạm, đạm nhưng tuy nhiên là đạm động vật khác đạm thực vật nhé. Đạm động vật là giúp tôm, giúp gà, giúp cá, giúp heo, giúp gì gì đó xay nét ra, đúng không, thành bột và cho vào cháo ăn ngon gấp nhiều 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 nhiều, nhiều lần cái việc là chúng ta nấu cái xào nấu cái món nọ cái thơm phức. Người già ăn làm sao được, người ốm ăn sao được. Ở đây chưa ai là chưa từng ốm cả, đã từng nhai cái miếng thịt ở miệng nó đắng ngắt luôn, ốm có được sức đâu ra mà ăn, thì buộc phải ăn như thế. Ừ, nước nó ực một cái nó loãng loãng ra, xong rồi cắm nó mút mút cái ực một cái để làm gì, sống đã tính đúng không? Thì ốm như vậy mà còn nấu bát cháo thịt cho tôi nữa thì tôi nói thật tôi cũng chịu, không có sức đâu mà ăn đâu, phải ăn bột thôi, có đúng không? Một già một trẻ bằng nhau. Thì tương tự như vậy chúng ta có thể chế ra rất nhiều loại là đạm thực vật, ví dụ như là nấm hoặc là chân nấm đúng không, cũng nấu chín lên cũng xào với một chút rồi mắm muối dưa hạt cà gì đó tùy, trong sau đó là sao 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 khô thật khô đi, trò máy sinh tố xay bét nhẹ ra đúng không, thế là thành ruốc nấm thôi, lại xúc một tí cho vào cái bát cháo ăn, có phải là nhanh khỏe hơn hàng bao nhiêu là lần trong cái việc là mình mệt mỏi mình đã ốm đau rồi mình lại còn đi tiêu hóa rồi đi nhai, sức đâu ra mà nhai, mồm miệng nó đắng ngắt rồi. Rồi tôi tổng kết lại nhá, bài của ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vitamin, và vitamin thì chỉ có chủ yếu ở trong các loại động và thực vật, có nghĩa là không có từ cái gì à, hóa học. Tất nhiên là nó có từ hóa học nhưng phải là do con người làm sao chế tạo ra, nhào trộn ra, đúng không? Chứ không phải tự nhiên nó có sẵn một viên vitamin tự nhiên trong tự nhiên, mà là làm sao lấy từ các loại rau củ quả hạt và các loại động vật như vừa rồi tôi chia sẻ rất là nhiều đúng không? Từ vitamin C lấy từ cam, vitamin D lấy từ cá chép đúng không? Vitamin D ngoài ra còn lấy được từ ánh nắng mặt trời nữa đúng không? Và rồi là dầu cá lấy từ đâu đấy, tất cả đầy đủ. Thì có thể tổng kết sơ qua này, chúng ta có hai cái nhóm vitamin chính, thứ nhất là vitamin tan trong nước, thứ hai là vitamin tan trong dầu. Vậy thì vitamin tan trong nước là gì? Là tất cả những loại vitamin mà dược sĩ người ta bảo mình đấy là uống trước khi ăn, có nghĩa là sao, có nghĩa là nó tan trong nước, còn uống trong và sau khi ăn. Đây các loại thuốc này này, uống trước khi ăn, loại này uống trong khi ăn này, loại này uống sau khi ăn này, loại này uống cách ăn mấy tiếng này, đúng không? Bao giờ họ cũng bảo như vậy. Và tất cả những cái loại thực loại thuốc và thực phẩm chức năng nhé, mà uống trước khi ăn thì có nghĩa là tan trong nước, đúng không? Thế cái thú vị là tan trong nước nó như thế nào? Trong trường hợp mình thừa, ví dụ tôi uống thừa cái vitamin C, chẳng sao mà lút luôn cái viên này nhá. À, lút khó nuốt quá. À, nhà tí nữa sao? Trong trường hợp tôi ăn thừa quá nhiều nghệ, nó là vitamin tan trong nước, tí nữa đi tè ra đúng cái mùi nghệ, có đúng không? Mọi người ăn cam, lát nữa tè ra đúng cái mùi cam, thơm phức, đúng không? Có nghĩa là tất cả những loại vitamin tan trong nước thì mặc định chúng ta hấp thụ không hết, nó sẽ tè hết ra ngoài và nó không dùng được cho ngày thứ hai đấy nhá. Dùng ngày nào là có ngày đó, không dùng là không có, đúng không? Còn tất cả những loại vitamin tan trong dầu, đó chính là vitamin A, D, E, K, được tên là anh đi em khóc. Mọi người có thể là dùng cái từ khóa anh đi em khóc này để cho mình nhớ nhé. A, D, E, K. Rồi tôi đóng lại đấy nhá. A là gì, D là gì, E là gì, K là gì? Mọi người chấm đóng một ngoặc tự tìm hiểu để chúng ta mở đầu một chút xíu thôi. Thực ra nó không khó đâu, tra Google nó ra ngay mà. Dầu cá đấy là một trong những loại gì tan trong dầu, phải có dầu, có nghĩa là uống trong khi ăn và uống sau khi ăn. Và tất cả những loại này mọi người lưu ý nhớ này, tất cả những loại vitamin tan trong dầu uống chỉ có đợt thôi,
chứ không giống như cái thằng vitamin ta trong nước nhá, uống thoải mái là đi tè ra hết, không hấp thụ hết thì đi tè ra hết đúng không, hoặc không cần đi tè hết. Cái loại này đấy một năm chỉ được uống 2 lần và mỗi lần 2 tháng cách nhau, ví dụ tháng 1 tháng 2 uống, nghỉ tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 lại uống, một năm uống 2 lần thôi. Trong trường hợp uống thừa nó sẽ thải ra ngoài, được chưa, tránh trường hợp u nhọt thì sao, nhiều quá cũng không tốt đúng không. Và tất cả những cái loại vitamin này nó giúp cho chúng ta cái gì ạ? À? Bây giờ mọi người có muốn cái chất lượng sức khỏe của mình nó tốt không? Tôi lấy một con số nhé. Giả thiết như bây giờ chúng ta sẽ sống tối đa được 125 năm. Đấy là con số khoa học mà con người đã nghiên cứu và chứng minh rằng con người không thể vượt qua được con số đó. Chưa ai từng sống đến 125 năm nữa nhé. Được nghiên cứu sách vở ghi chép lại đâu. Tất cả chỉ là gọi là con số ước lượng, ước chừng thôi. Chứ còn sách vở ghi lại chưa có ai sống đến 125 năm cả. Và con số đây là con người không thể vượt qua được. Vậy thì bây giờ giả thiết chúng ta có cố gắng mong muốn sống được đến 120 tuổi không? Ai mà chẳng muốn sống đâu. Đúng không? Càng già càng sợ chết. Chả nói đâu xa, tôi năm nay có 44 tuổi, có chết run chết dế rồi. Thời gian không còn nhiều đâu. Đó, và cái tuổi thọ trung bình của người Việt chúng ta đấy, cách đây tầm khoảng 100 năm trước, thời kỳ vẫn còn phong kiến đó. Ví dụ thời của anh Lê Đính là nhiều tuổi nhất ở đây. Mấy chị Nga Nguyễn là nhiều tuổi nhất ở đây. À, thời kỳ các anh các chị là thời kỳ đó là vẫn còn chu kỳ xã hội, vẫn còn màu sắc của phong kiến. Và phong kiến thì thời đó con người ta chỉ rơi vào tầm độ tuổi trung bình, của tuổi thọ trung bình của con người đấy, nó chỉ rơi vào tầm ở trên dưới 40 tuổi thôi. Nhưng sau 100 năm ấy thì cái tầng lớp dân cỏ như chúng ta đã tăng được 100% tuổi thọ, đến thời điểm hiện tại đã là trên dưới 80 rồi. Vậy thì rõ ràng nhá, nhờ tất cả những khoa học kỹ thuật đang có ở đây, tivi máy chiếu điện thoại rồi zoom các thứ vào, tất cả thực phẩm chức năng bao gồm cả sách vở nhé, quần áo giày dép, đã giúp chúng ta tăng 100% tuổi thọ đúng không? Trước đây dân cỏ chúng ta chỉ trên dưới 40 là chết thôi, đời sống cực kỳ ngắn. Ai đó có các cụ các kỵ của mình ấy, thì sẽ biết các cụ chỉ sống, các kỵ ngày xưa sống rất ít thôi, nhưng bây giờ đã trên dưới 80 rồi. Ô tô tuyệt vời như vậy, sống quá tuyệt vời, còn cái gì tuyệt vời hơn nữa. Nhưng quan trọng này, cái chu kỳ xã hội gần đây, cách đây tầm khoảng 15 năm đổ lại đây nhé, thì có rất nhiều bệnh mà trước đây các cụ không có. Cô chú anh chị đều nhìn thấy ngay nhé, dạ dày ngày xưa các cụ có không? Không có. Gút có không? Không có. Tiểu đường có không? Không có. Ung thư cũng không có đúng không? Mỡ máu thì lại càng không có đúng không? Chính vì xã hội hiện đại sẽ đưa tới cho chúng ta những cái bệnh của xã hội hiện đại. Vậy thì để làm sao cho chúng ta đạt được cái sức khỏe tối ưu, như là gia tăng sức khỏe, nhưng lại còn làm sao sống nước chất nó khỏe, tránh trường hợp này 40 mấy tuổi đã đau lưng, đau lưng nó không chịu được, nhìn những phụ nữ xinh đẹp mà chả thấy có bắt vẻ gì cả, bảo thôi yếu rồi chịu. Còn ai đó các chị các cô thì làm sao, khỏe mạnh cũng chả đâu cả, 40 tuổi tí người ta mới xong, phụ nữ người ta mới đẹp mặn mà đúng không, đẹp nó ngọt ngào, đẹp đẹp nó có nồng nàn. Nhưng bây giờ 40 tuổi trông nó khô, khô ơi khô rồi, kiểu nó quắt queo, nó xác xơ đấy. Thì đúng là những cái cô chú anh chị mà ở quê đấy, mọi người có nhớ là ở quê quê một chút không, thì bao giờ làm sao tầm khoảng 40 50 trở lên nó trông rất là khô, nó không mướt. Nhưng những người mà người ta được chăm sóc đầy đủ tất cả chất và vi chất như này nhá, mà người ta biết cái cách học tập ăn uống một cách đúng đắn đấy, trông người ta cực kỳ chất luôn. Đàn ông thì trông men, còn phụ nữ thì trông nó nồng nàn đúng không. Có hẳn cái bài hát của Quang Dũng này này, còn ta với nồng nàn này, thế mọi người nhớ không? Đẹp theo kiểu đẹp mà đẹp đậm đà, chứ đẹp mà một mặt mũi như nhân như tạo tàu, xong rồi tóc con này xô xô xát ra, móng tay móng chân là toát hoác, cái da da rẻ thì sần sùi, miệng thì hôi, đầu thì lắm nắm gầu, tóc thì gãy chán cảnh lắm. Thực ra nó cũng chả đáng bao nhiêu cả, chỉ có điều là chúng ta làm sao không biết là cái tác dụng của nó để dụng vào cái việc gì. Thì cũng giống như cái xe máy ô tô nhá, nó muốn chạy được thì phải làm sao nhỉ, cái xe máy nó muốn chạy được thì phải cần có xăng. Xăng chính là đường mỡ đạn, chính là calo. Còn muốn bật cái đèn pha và muốn cái phanh, muốn nó dầu nhớt nó trơn tru mở cửa đóng ngon lành thì phải dùng là sao, vitamin đúng không. Thì chính vì như vậy đây, xã hội hiện đại bây giờ có hẳn một từ khóa này, đó là gì nhỉ, suy dinh dưỡng thể vi chất. Thì mọi người lưu ý nhá, thì đây là một cái từ khóa mà chúng ta đóng mở ngoặc vào để có thể nâng cấp triệt để sức khỏe của mình một cách tích cực và sống lâu nhất, vượt cái con số trung bình. Biết đâu thì toàn những người ngồi đây sau này sống toàn 100 tuổi thì sao, tuyệt vời đến mức khủng khiếp như vậy. Có những người nhá, cách đây 2 hôm tôi lại kể một câu chuyện ngang một chút. Cách đây 2 hôm có một chú bị mất, mà tất cả người trong gia đình nhá dồn vào là cứ 50 triệu một hơi. Thì mọi người biết 50 triệu một hơi là gì không? Bác sĩ ơi,
Chúng em biết rằng là ông còn đang cất rất nhiều tiền bạc, tài sản vật chất, tất cả các nguồn thu tài sản số, tài sản phi vật lý, rất nhiều các loại tài sản. Mà bây giờ gia đình chưa biết ông đột ngột ông ra đi như này, thì bây giờ chỉ cần mỗi một hơi ông còn hít một hơi, thở ra, viết được lại những cái chỗ mà mình giấu giếm ở đâu đó. Ví dụ tiền chết nhanh quá mình còn giấu giếm tiền gửi ngân hàng, người ta kịp đó cho con cháu đâu. Thì mỗi một hơi đấy chỉ rơi duy trì trong vòng tầm khoảng chưa đến 10 giây nhé, 10 giây duy trì 10 giây sinh mạng của mình, 50 triệu. Mọi người thấy nó quý giá đến mức độ nào chưa? Đó thì bản thân chúng ta là con người, cha bố mẹ ông bà mà đã từng rơi vào cái hoàn cảnh đó rồi thì biết rằng 10 giây nó cực kỳ quan trọng. Đúng là chết người chết thì là thiệt, là mất là hết, nhưng bây giờ còn rất là nhiều tài sản vật chất. Bây giờ các ông biết ông bà cất ở đâu, cũng đã kịp di chúc cho con cháu đâu. Thì mỗi một hơi là 50 triệu, mà 10 hơi là 500 triệu, thậm chí đến 20 hơi, đúng không, 30 hơi bắt đầu mới làm sao viết được hết ra những cái thứ mình là tao có cái thẻ ngân hàng ở ngân hàng này, đúng không, cái thẻ tao để chỗ này chỗ nọ chỗ kia, rồi mật mã như thế này, đúng không, và cái điện thoại tao thì mở ra là cái mật khẩu như này đó. Có nghĩa là chỉ có mỗi một hơi chỉ có nói được ngắn gọn như vậy thôi. Thì mọi người dùng là cái chất lượng sức khỏe nó quan trọng như nào, thì tương đương với các cụ ngày xưa nhá, các cụ chết đến đâu các cụ biết đến đấy. Lý do là sao? Các cụ bảo là gọi con cháu ở đây, tuần nữa tao mất đấy, đúng không? Vì các cụ đoán được các cụ chết đến đâu rồi. Lý do là sao? Tại vì rồi đó là chết đến đâu biết đến đó. Còn bây giờ chúng ta là đột quỵ chết đến quỵ phát luôn. Lý do là chúng ta bị mắc rất nhiều các loại bệnh lặt vặt linh tinh, và những cái loại bệnh đấy nó là dậu đổ bìm leo, đúng không? Và để xử lý nâng cấp những bệnh đó thì cách duy nhất chính là vitamin, không có cách gì hơn đâu. Đừng để chờ khi ốm rồi đau đầu này, mùa lạnh này đau đầu này, tự nhiên này đi uống viên giảm đau vào, thì đầu óc mình đúng là thực sự là quá là thiếu trí tuệ rồi. Mà mình gặp nhau ở đây là chia sẻ với nhau những kiến thức là một hướng tích cực nhé. Rồi vừa rồi là toàn bộ những cái kiến thức mà tôi chia sẻ, và sau đây mời cô chú anh chị là mình tương tác một chút, thì trong lúc đó là tôi sẽ động viên mọi người nữa nhé. Cô chú anh chị cứ tương tác đi, trong lúc đấy thì tôi sẽ động viên mọi người bằng cái cách là truyền tải những cái thông tin sau. Mọi người thấy mắc ở đâu đó thì mình cứ ý kiến đi, mình cảm thấy rằng sức khỏe của mình nó có vấn đề. Lúc này Em nói đi, có em mắc điều gì thì cứ tương tác đi. Chúng ta sẽ ở với nhau rất là lâu rồi nên mọi người đừng có quá lo lắng. Ở đây thì có mấy bạn đóng phí nhá. Cái việc đóng phí nó cũng không có quan trọng đâu, mà tôi chỉ mong muốn làm sao mà dẫn dắt mọi người để mọi người có thể trở thành một chuyên gia thực thụ nhé, chứ không phải chỉ đơn giản là học xong rồi để đó đâu, dùng cho bản thân đâu. Thì ví dụ như là bạn Hải Hà thì bạn ấy học cái khóa huấn luyện viên dinh dưỡng này, có nghĩa là chúng ta không dừng lại là chỉ là một người bình thường, nhưng mà chúng ta trở thành một chuyên Nhưng gia cái chăm sóc này sức khỏe chủ động bằng dinh dưỡng, đúng không, không dùng đặc nó biệt các không động tác chậm. ok người ta Rồi các chị nhìn nhá, ở đây là cái giấy chứng nhận này, là do Liên đoàn Yoga thành phố Hải Phòng, Hội Yoga thành phố Hải Phòng và là học viện của Yoga Tây Kim, và cấp cái giấy chứng nhận liên quan tới cái khóa huấn luyện viên dinh dưỡng này. Thì ở đây đây chỉ là cái mẫu demo thôi, đúng không, thì cô chú anh chị hoàn toàn có thể nhìn thấy nhá. Ngoài ra đây là các cái phôi bằng tốt nghiệp đầy đủ, và mọi người sau khi học xong kết thúc cái khóa này thì mọi người có tất cả những cái chuyên môn để có thể làm sao làm được cái công việc mà tư vấn dinh dưỡng. Có thể là mọi người cũng chẳng làm nghề này đâu, nhưng mọi người làm sao nhỉ, có được các kiến thức để chăm sóc sức khỏe của mình một cách hoàn toàn chủ động nhé, hoàn toàn chủ động mà có nhân hiệu luôn, để có thể xử lý được giống như là các bác sĩ, các thầy thuốc gọi là thầy nang ấy, họ bốc thuốc nam thuốc bắc ấy. Thuốc nam là người miền Nam Việt Nam, thuốc bắc là mua từ gì ạ, Trung Quốc về, phương Bắc về, nhập khẩu về. Trong thuốc nam thì có một loại thuốc gì gọi là thực phẩm chức năng và một loại gọi là thuốc, đúng không. Thực phẩm chức năng thì nó có những cái hoạt chất giống như này này, đây nó chỉ là thực phẩm chức năng thôi, chỉ có điều là nhà máy họ chế biến hết thôi, có đúng không. Còn thực phẩm chức năng hàng ngày mà chúng ta đang ngâm rượu đấy là chúng ta tự chế, có đúng không. Thì bây giờ tự chế thì kiểu gì uống cả tạ thì nó mới có được một chút hoạt chất, chứ còn bây giờ người ta đã sản xuất ra thành viên nén rồi, viên nén này, viên nang này, viên mềm này. Ví dụ đây là viên viên nén nhá, là những cái loại nó viên như này đây, nó giống như là cái viên vôi này, viên phấn, nó rắn cưng, đúng không. Còn đây là viên nang này. Rồi viên nang này nó rất là mềm, giống con nhộng đấy, chúng ta ngậm vào nó một xúc sau nó trôi qua dạ dày, nó tiêu luôn ở dưới ruột non, có nghĩa là không cần tiêu hóa. Cái loại viên nén này thì sẽ ảnh hưởng tới dạ dày,
nếu như trong trường hợp mà mọi người có vấn đề về dạ dày, uống loại canxi không tốt đúng không? Còn viên nang này, còn ngoài ra thì có dạng bột và dạng nước nữa nhé. Dạng bột thì đây đúng không? Đó, để dạng bột này, cái sản phẩm này dành riêng cho tim nhé, có nghĩa là những người bị bệnh tim đấy là người ta cực kỳ thích luôn. Ai mà bị bệnh tim nó hở van tim này, nó có sẹo ở tim ấy, giống như là có cái u nhỏ 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 xíu xíu ở tim nó cũng rất sẹo ấy. Đây là một sản phẩm mà dạng bột đúng không, đạt được cái giải Nobel hòa bình về y học dành cho tim. Ai mà có vấn đề về tim thì mình trải nghiệm thấy, còn chúng ta không có vấn đề về tim cũng cảm chả xin nhê cả, có tác dụng gì cả, nó không có tác dụng gì cả đúng không? Còn ai có vấn đề thì mới trải nghiệm thấy, còn ai có vấn đề về xương thì uống canxi vào mới thấy đỡ đau lưng thì mới có tác dụng đúng không? Đó thì tính đến cái dạng này rất là nhiều nhá. Dạng nước ở đây này, đó dạng nước đó. Rồi cô chú anh chị tương tác đi, kết nối nhiều nhiều một chút, chúng ta có một chút thời gian thôi, cứ mỗi hôm một chút, mỗi hôm một chút, và lâu lâu tôi sẽ tổng kết lại, lâu lâu tôi lại tổng kết lại và cố gắng làm sao mà cuối khóa thì mọi người cùng nhau vui vẻ và thi nhá. Thi đấy có hội đồng chuyên môn đầy đủ, có các chuyên gia đầy đủ. Khóa 1 đây là khóa tôi demo, các khóa khác thì khóa offline tôi vẫn đang làm bình thường, còn khóa online thì tôi sẽ cố gắng hỗ trợ nhiều hơn. Thì ở đây có mấy bạn hôm nay lại không học đó, thì mấy bạn ấy đã học khá là sâu rồi đó, thì tôi có thể hỏi lại một chút nhé. Trong nhóm mình có ai đó mà muốn học chuyên sâu hẳn không? Khi học chuyên sâu thì mọi người sẽ có chứng chỉ, có nghĩa là có thể đối với mọi người là không cần nắm, nhưng biết đâu cái câu chuyện của mọi người nó cùng một công học thì chúng ta vừa vừa làm sao chăm sóc bản thân của mình và vừa ôn lại cái bài mà mình được học bằng cách là chia sẻ lại cho những người thân, người quen, bạn bè trong gia Đó. đình của mình hoặc là anh em bạn bè của mình thôi, và mình có cái vị thế mình tự tin nói cái chuyện đó. Đôi khi những cái chứng chỉ đó nó không có tác dụng gì nhiều nhưng nó giúp mình làm sao có cái vị thế để được nói chuyện, cũng giống như dược sĩ đấy thì phải đi học để làm sao mới bán được thuốc, đúng không? Thì chúng ta muốn chia sẻ câu chuyện nó phải có sách, mách phải có chứng đúng không? Ít nhất là phải dở quyển sách ở cái trang 1214 thì họ nói chuyện rất là rõ về cái việc là nhịn tiểu lâu thì tạo ra cái gì. Đây rõ ràng luôn nhá, nhịn tiểu lâu thì tạo ra cái gì đúng không? Cái cuốn sách này mà mọi người không đọc thì cực kỳ lãng phí. Có nghĩa là chúng ta có thể hiểu rất rõ về xây một căn nhà, ví dụ ở đủ tuổi của anh Lê Lĩnh là anh hoàn toàn có thể tự xây được một căn nhà đúng không, mà không cần dùng tới gì à, thuê ai cả, anh hoàn toàn có thể đổ máy bằng, có thể làm sắt, có thể làm nhà vệ sinh, cũng thậm chí là làm cả mộc, làm cả cả sắt. Nhưng mà hiểu, mình có thể hoàn toàn có trí tuệ để hiểu về một căn nhà, một xe máy, một ô tô, nhưng hiểu về cơ thể của mình nhé thì đây là cả bầu trời kiến thức. Anh có biết hiểu về cái quả thận của mình, cái chức năng làm việc nó như nào, làm sao mình có mấy quả, cái quả thận nó ăn cái gì và nó tạo ra cái gì không, và khi quả thận nó yếu thì nó báo hiệu cái điều gì không? Thì có đúng là chúng ta hiểu về rất nhiều thứ nhưng chúng ta không hiểu về cơ thể của mình. Một phần lớn là do xã hội này họ không cung cấp cho chúng ta những cái kiến thức đó. Chúng ta muốn khỏe mạnh xinh đẹp thì chúng ta phải tự học thôi, đúng không? Còn xã hội họ không cung cấp cho chúng ta điều đó, vậy thì tội gì mà không học đúng không? Ít nhất là có cái cuốn sách tôi photo và tôi bán lại với mọi người với cái giá mà tôi photo thôi, chỉ có là lời một chút xíu để cho các bạn ship, là bạn lấy công bạn ship hộ mọi người thôi, đúng không? Hoàn toàn tất cả mọi thứ nằm trong đấy hết, tất tần tật 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 đó. Rồi, anh Ninh Đinh có muốn hỏi điều gì không anh Ninh Đinh ơi? Em muốn kết nối điều gì không? Như thầy vừa chia sẻ là cái tầm quan trọng của vitamin. Như Vâng ạ. vậy thì thông thường thì nếu như theo thầy thống kê thì những người bình thường mà tức là không dùng những cái thực phẩm chức năng bổ sung thì thường là có thiếu không? Tuyệt vời, anh hỏi câu cực kỳ hay. Bây giờ trong cái thống kê của tôi đấy, mà thống kê bằng mắt luôn nhé, không phải cần bằng con số. Từ hồi tôi giảng dạy chăm sóc sức khỏe thông qua bộ môn yoga và dinh dưỡng trên toàn quốc cho đến tận bây giờ, có lẽ là xấp xỉ 20 năm rồi. Và tôi đo lường được rằng này, 80-90% người Việt nhé, mà không sử dụng các loại vitamin và khoáng chất, chất lượng sức khỏe của họ xuống cực kỳ cao, đặc biệt là các bạn rối loạn chuyển hóa không lây cực kỳ nhiều. Thậm chí nhé, tôi cứ kể câu chuyện rất là nhiều về liên quan đến cái nàng, những cái nàng mà tôi dạy ở Ninh Bình đấy, cả làng ăn sâu bằng mũi. Ui giời ơi, nghĩ lại một chán không muốn dạy nữa cơ. Mình buổi sáng mình dạy mình ăn đúng một cái tút bột như này, tôi nói thật sai, tôi không nói, tôi nói thật, tôi nói sai, tôi không làm con người luôn, tôi chịu trách nhiệm về, tôi là chuyên gia mà, tôi không nói bừa nó sằng được. Ăn đúng một tút bột này cộng với một
một cốc trà được làm bằng cái trà giống như cái trà xanh mà mọi người uống, như là bột trà xanh. Tôi chém gió như thế này, từ 7 rưỡi sáng cho đến 11 rưỡi trưa, không ăn thêm một cái gì, không đi tè. Tại vì cứ nâu nâu là khát nước lại nhấm một tí. Còn các cụ đi học đi tập nhá, cứ đi ra đi vào đáy ỉa sạch sạch, tí lại em xin viết vẩy, em đi tè, em đi đệ tiện rồi em nghe điện thoại. Mệt úa cái tai. Xong sau đó bữa trưa mời thì thầy đi ăn trưa, họ ăn xong nhá, họ ăn bằng mình ăn ít nhất là 2 ngày một bữa của họ, đúng không? Xong rồi họ ngồi ra sướng rồi, ăn nó đã sướng phê rồi chưa. Mời thầy về nhà ăn cơm nhìn thấy làm sao. Cụ ngoại thì ăn sông bằng mũi, cụ nội thì tiểu đường. Bản thân họ nhé, có nghĩa là những người hơn tôi tầm khoảng hơn chục tuổi và rơi vào tầm trên dưới 50 đấy, chồng thì tiểu đường, vợ thì gút, hoặc ngược lại. Có nghĩa là ông bà thì làm sao nằm ăn sông hoặc cả tai biến, cứ liệt hết rồi, đúng không? Cả làng luôn giống nhau hết. Bây giờ nó là cái thói quen, trong có hai loại thói quen nguy hiểm nhất mà chúng ta không bao giờ có năng lực vượt qua. Thứ nhất là thói quen tâm linh tín ngưỡng, tín ngưỡng tâm linh, nhất là Tết đến nơi rồi ấy. Tôi đố mấy người dám không cúng các cụ đấy, đúng không? Không có nhiều đâu, cực kỳ hiếm. Thứ hai là thói quen về dinh dưỡng rất là khó bỏ. Vậy thì theo cái thống kê của tôi nhìn bằng mắt nhá, tất cả những người không biết một chút gì về thực phẩm chức năng và không dùng thực phẩm chức năng nhé, không có chuyên môn tự tạo thực phẩm chức năng cho mình dùng đó, trong trường hợp không có điều kiện, đều già hơn người bình thường ít nhất là 10 năm 20 tuổi. Ví dụ cụ thể này, rõ ràng chỉ 50 tuổi nhưng mà có một số bộ phận bằng cụ 80 tuổi rồi, có một số bộ phận bằng cụ 80 tuổi rồi, và sắc vóc thì nhìn nó chán lắm, sắc vóc nhìn nó khô, nó sao nó kham khổ lắm, nó cằn cỗi lắm. Còn nó tầm 40 50 tuổi trông chất lắm, họ mà biết cách sử dụng thực phẩm chức năng trông họ chất, mà mặc bộ quần áo mà gọi đôi gì cũng mộc mạc thôi, chỉ là cái áo gì, cái áo lụa gọi là polo, cổ không phải là cổ lọ nhé, cũng không phải là cổ tròn, có cổ, đúng không? Và họ đi mặc cái đôi giày gọi là đi cái đôi đi mặc cái quần quần jean, đi cái đôi giày thể thao đó, cái lưng họ thẳng lên, form dáng của họ cực kỳ đẹp. Con cháu nhìn thấy các chú 50 ấy, nhìn nó vẫn còn yêu say đắm luôn, trông men luôn, tóc tai thì sạch sẽ, đầu óc thì gọn gàng, trông nó người nó rắn giỏi, đúng không? Còn các cụ ở quê mà một số cụ ấy tiểu đường, huyết huyết áp, chúng mất vệ sinh lắm, không khác gì những người nghiện. Mình nói như vậy thì hơi quá, nhưng thực ra làm sao, nói đi, nói đi chú, nói cái gì đấy, chú quý anh, còn không nữa thì chú không quý anh, mồm thì giặt chứ, làm cái ba chén thì say lạc nó là nó tạo nước lượng rồi về. Tôi ơi, nó ai nhìn nó cám cảnh, nó chả biết rượu nó ngon nó bổ gì, ở đây nhà tôi đầy rượu chứ chẳng riêng gì 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 gì, gì cô chú anh chị, đúng không? Rượu nó hơi quá, có 20.000 lít, uống say ba bốn ông dìu nhau mà không về được. 20.000 lít rượu trắng thì anh lấy đinh đây chỉ lạ gì, đúng không? Ngâm thêm mấy cái củ quả vớ vẩn nữa, hột tanh tách, hoặc là ba cái củ linh đăng vớ ba vớ vẩn, xong lại ba cái rễ cau kêu ngủ, người ngủ cổ thức bốc phét tảo lao. Người ngủ mà củ mới thức được cái thì tôi xay luôn thành bột, tôi làm thành viên nén, tôi uống cho nó lành, tôi chả rảnh nữa, tôi đi ngâm rượu tôi uống mất thời gian, đúng không? Ít nhất là cũng biết là tự chế thực phẩm chức năng, đúng không? Nếu thì đặt mắt thì lát rồi, tóc thì gãy rụng hết, đầu có khi lại còn hói lên hói xuống, lại còn hói tùng mả nữa cơ, đúng không? Mồm chối răng riếc thì nghe ra phát trông như cái bừa, vừa vàng vừa đỏ vừa trắng vừa đen, ui rồi thì chúng cảm cảnh riêng rồi, bụng thì tròn vo, đủ thứ xấu lắm, thật sự là rất là xấu đó. Thì mọi người có thể đo lường nhé. Và cách đây tầm khoảng hơn tháng 2 tháng, có một số bạn huấn luyện viên về Hải Phòng và tham dự cái lễ tổng kết và nhận chứng chỉ, gần 200 con người, toàn người đẹp, không có ai béo cả, không có ai gầy cả, một tổ chức mấy trăm con người toàn người đẹp thôi. Ôi rồi mình tự hào chết đi được ấy. Mình đứng cạnh họ mình sướng dã man luôn. Thì anh ấy định cũng vậy thôi, tôi cũng vậy thôi, có cô vợ xinh đẹp, kể cả không cần phải quá là xinh nhưng mà gọn gàng ngay ngắn, nên cái đồ mặc vào đi đâu cũng dân đi khoe luôn, thậm mà đi đám ma dân đi khoe, đúng không? Chứ chả riêng gì là đi đi Tết đi lễ khoe bằng chết luôn, vợ tôi đây đẹp chưa, ngon chưa, đúng không? Đó thì họ cũng vậy thôi, phụ nữ cũng vậy đâu, họ cũng đem mình đi khoe đấy, chồng tôi đấy men chưa, đấy ngon chưa, chất chưa, đó đấy là làm sao họ được chăm sóc đầy đủ, lỗ giống như cái cây thôi, bây giờ tưới bón phân bón đầy đủ nó phải mỡ màng lá non, nó phải làm sao nó phải mướt mát chứ, chứ bây giờ nó không ăn thì nó phải cằn cỗi, nó khô lại thành cây gì, thành cây thế, đúng không? Thành cây bonsai, thế nào gần gùi gần guốc xù xì góc cạnh nó mờ rêu mốc lên, cây nó rêu mốc còn đẹp thì chúng ta mà rêu mốc của chúng thôi không thể chấp nhận được, đúng không? Đấy là cái con số đo lường bằng mắt nhé, bằng mắt đấy chứ không thể không cần ghi chép, một ngày gặp nó vô vàn luôn, gặp vô vàn nhiều cực kỳ luôn.
Thi thoảng anh ấy đến gặp những cái chị tầm các em mà tầm khoảng 40 đến 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 50, thi thoảng có em một số em đẹp không? Đẹp rực rỡ luôn. Đẹp cảm giác như là họ đẹp kiểu nó bốc lửa đấy. Mà rõ ràng họ cũng chẳng xinh đẹp mấy đâu, nhưng vóc dáng rất thực chất, đúng không? Còn nó cứ phình phình phèo phèo chỗ ngắn chỗ dài chỗ lòm tò lòm phòm thì đa số, chiếm đa số luôn, trông không chất, đúng không? Rồi anh ấy định tương tác điều gì không? Vâng, em hỏi thế. Vâng. Vâng. À, cảm ơn anh cực nhiều. Có cái luồng gió liên quan đến nam giới rất tuyệt. Chị Nga ơi, chị tương tác điều gì không? Có ạ. À. Vâng. Theo em, theo thầy giảng như vậy ha, thì em xin hỏi một câu Vâng. là trong cái vitamin tổng hợp, cái viên vitamin tổng hợp ở thầy nó đã có đầy đủ các cái thành phần, nếu mà mình uống cái đó rồi mình lại uống thêm những cái vitamin đó, nó có rất là đầy đủ hết rồi ạ. À. Thì em Rồi, không cảm ơn hiểu chị rằng rất nhiều. là em không hiểu rằng là tại vì uống nhiều vitamin thì cũng không tốt cho cơ thể ạ. À. Rồi, như Thì vừa em không rồi hiểu rằng là một ngày mình sử dụng làm sao để cho nó có phù hợp với lại cái cơ thể của mình. rồi nói chị đoạn tuyệt vời. Ý của chị mong muốn là những cái viên vitamin tổng hợp của mình uống thì đã có cần, khi mình uống rồi thì có cần uống thêm nữa không, các loại khác nữa không, đúng không? Ngoài ra thì mình muốn biết cái liều lượng là bao nhiêu là đủ, đúng không? Rồi, đây là thứ nhất nhá. Tất cả những vitamin tổng hợp đều là vitamin tan trong nước, không có vitamin tan trong dầu ở đây đâu nhá. Đây là vitamin tan trong dầu này, omega 369 là vitamin tan trong dầu. Thì trong vitamin tổng hợp chỉ có vitamin gì nhỉ? Tan trong nước thôi. Và tất cả những vitamin tổng hợp này uống thừa nó sẽ tè ra ngoài hết. Bằng chứng là chị ăn quả cam này, ăn thừa làm sao? Ngửi thấy mùi cam thơm, đúng không? Còn riêng cái vitamin tan trong dầu ấy nhá, không bao giờ bác sĩ bán tào lao, à dược, bác sĩ kê đơn tào lao, mà bác sĩ kê đơn chị phải làm sao? Ra dược sĩ là bán, có nghĩa là bác sĩ kê đơn thì mới được mua. Nhưng dầu cá là kể cả khi mình được mua rồi nhá, người ta vẫn làm sao? Nhắc mình rằng là một năm chỉ được uống 2 đợt, mỗi đợt là một lọ, đúng không? Sau khi đó phải nghỉ vài tháng mới được uống tiếp. Thì riêng cái vitamin tan trong dầu này nó có đợt, và dược sĩ người ta sẽ hỏi mình uống như nào ra làm sao, thì người ta sẽ là người làm sao hỗ trợ chi tiết tùy vào cái lượng vận động của mình, tùy vào cái nhu cầu cơ thể của mình. Còn riêng cái tan trong nước này thì uống thừa không sao hết, tất nhiên là không uống thừa quá nhiều, mình cũng làm đến nỗi cả vốc như này. Bao giờ ông có cái gì ạ? Hướng dẫn sử dụng ở trên cái vỏ hộp. Rồi thì đấy là mức bình thường nhé, mức bình thường. Còn trong trường hợp như những năm Covid dịch vừa rồi thì sao, cả một cái viên vitamin C nó tới 500 mg, tôi uống 10 viên luôn, tương đương với 5.000 đơn vị 10 viên nhá. Và Covid tôi chỉ bị một lần nặng nhất là đi đại tiện 2 ngày, còn chả sao, vẫn lên lớp dạy bình thường. Cả phòng tập của tôi nhá vẫn tập không nghỉ ngày nào, cả cái phòng tập của tôi luôn, có nổi tiếng luôn, nổi tiếng luôn cái khu đường Thiên Ôn. Lý do là sao? Mọi người không còn chỗ nào chơi cả, đến nhà tôi rất là rộng, và mỗi người ở một tầng một phòng, một người vài ba phòng, một cái nhà như hai cái nhà luôn, như là cái quán ăn đấy. Mọi người tập xong mọi người nấu cơm ăn luôn, vui cực kỳ luôn, mấy năm dịch Covid ấy. Đó, rồi tổng kết lại một chút với chị nhá. Tất cả vitamin tổng hợp thì đại đa phần vitamin ta trong nước, uống thừa đi tè ra ngoài không sao hết, đúng không? Nhưng vào đợt dịch thì chúng ta sẽ cần những cái loại vitamin gì ạ? Riêng vitamin C là loại riêng nhá, C là riêng này, B1 là riêng, đúng không? Có loại vitamin B với C bao giờ là riêng luôn, có nghĩa là những cái loại làm sao kích gia tăng cái sức đề kháng của chúng ta thần tốc lên, để làm sao để chống lại những cái đợt dịch đợt gì đó. Thì đó là những cái loại một mình một riêng, của cái những loại B1, B12, CVD, Zika gì đấy, nó được kê sẵn ở đây này, B1, B5, B3, B2, B6, B9, rồi là vitamin 10, B12. Tất cả mỗi thứ minigam thường là những vitamin tổng hợp, nó chỉ là những cái loại đó thôi, còn đây là vitamin rời riêng từng cả lọ luôn đó. Thì tất cả những loại này uống thừa đi tè hết không sao cả, dược bác sĩ kê, dược sĩ cũng không quá quan trọng. Nhưng riêng cái loại này là bắt đầu làm sao có nghiêm túc, tránh cái trường hợp là uống kìm kín cả năm này nhá, là lợn đành thành lợn què đấy, tự nhiên uống xong thời gian thấy mắt nó có mờ đi, đúng không? Thì người nó có đau om khắp người, thế làm sao gỡ hơi này, tự nhiên đau dạ dày, thế rồi toạc, đúng không? Thì canxi cũng vậy nhá, đúng không? Chị hình dung chưa chị Nga ơi? Ôi, cảm ơn chị cực kỳ nhiều ạ. Đó, mọi người tương tác và kết nối tiếp đi. Ơi, em muốn hỏi một câu nữa. Đó, Thủy hỏi đi Thủy ơi.
là cái hiện tượng mà tóc bạc với độ tóc ưu tiên vitamin gì nhất nhiều nhất thật. Tóc rụng hay tóc bạc? Rồi cả hai thì ạ. Rồi tóc gãy tóc rụng thì buổi trước có một bạn hỏi rồi. Thứ nhất là tóc thì trước đây tôi là thợ, một thợ làm tóc có cái quán tóc rất là đẹp trong một thời gian tầm khoảng 4-5 năm. Thì thường thứ nhất là tóc gãy thì có rất là nhiều nguyên nhân. Một là buộc chặt quá nhé. Đấy là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là do là mình làm sao? Cái sợi tóc thì cái phần chân tóc nó rất là non. Nó không nó giống như cái cây đấy. Cái cây thì cái gốc của cái cây nó già và cái phần ngọn của cây thì nó lại làm sao? Rất là non. Nhưng ngược lại sợi tóc của chúng ta thì nó ngược so với cái cây. Cái phần chân tóc thì nó rất là non nhưng mà cái phần ngọn tóc nó lại rất là già, và khi chúng ta thi thoảng làm hóa chất, thi thoảng như một năm có khi chỉ làm hóa chất một lần thôi, và một lần đấy cũng đã đủ gãy được, thậm chí gãy sát chân tóc, gãy dưới chân tóc nữa cơ, đúng không? Thêm nữa này là cái tóc của chúng ta đấy có thể nó sẽ bị gãy trong trường hợp là sợi tóc của chúng ta là sợi tóc mảnh, tóc tơ, tóc mảnh và tóc tơ nhé. Đó thì để có thể chăm sóc được sợi tóc mảnh tóc tơ, nó lại còn liên quan đến các kiến thức về chăm sóc tóc, không thể nói ba câu mà hết được, có là có rất là nhiều kiến thức, kể cả gội đầu, cái sấy đầu nữa, nó cũng có công thức nhá. Và cái điều quan trọng nhất này là cái tóc mà mình bị gãy đấy thì là thiếu đạm trầm trọng, có là cái nguyên liệu để tạo ra cái sợi tóc đó là được làm từ đạm. Thì bây giờ đạm gì? Tất cả những loại đạm động vật là tạo ra cái tóc của chúng ta, chứ không phải là ăn cơm mà nó tạo tóc đâu nhá, đối với sợi tóc đấy. Và những người biết ăn đồ sống nhé, đặc biệt là đồ sống nhé, tóc cực kỳ khỏe, ăn thịt sống, cá sống, một tuần mà ăn tầm khoảng một hoặc hai bữa cá hồi đấy, cá hồi sống là sợi tóc cực kỳ khỏe, tại vì các loại chất nó bổ sung cho tóc và sợi tóc rất là to. Ngoài ra để tránh tóc bạc thì chúng ta làm sao? Mua cái hà thủ ô này mà ăn, đúng không? Còn trong trường hợp mà lười quá không mua thì thôi, làm cái ít hà thủ ô về xong lại nấu chín, luộc chín nó lên, xong rồi sau đó phơi khô đi một tí, xong sau đó giã cho bét ra một tí, xong sau đó cho cái máy sinh tố xay bét nhẹ rồi trộn một tí mật, thế là thành cái viên này luôn, đúng không? Tất nhiên là để ăn được hết trong một thời gian dài thì phải cho trong cái ngăn mát tủ lạnh, chúng ta mới để một thời gian dài, còn không thì tốt nhất là mua nhà cho nhanh, nó rẻ, nó có hơn 100.000, uống mà dở hết cái nọ này, đúng không? Và đừng để đến khi nó bị bạc rồi bắt đầu mới chữa, tại vì nó thiếu chất trong một thời gian dài rồi, tốt nhất là bổ sung từ sớm đi, chăm sóc sức khỏe nó là một cái kế hoạch, đúng không? Chứ không phải là chờ hỏng mới sửa, nó có phải xe máy đâu, cơ thể chúng ta nó không phải cái xe máy, đúng không? Mà nó là cả một cái bộ hệ thống rất là tinh vi cầu kỳ, chúng ta chưa từng biết nó ăn cái gì, uống cái gì, nghỉ ngơi vui chơi làm sao. Thì hôm nay đặt cái bút đi, bắt đầu nghiên cứu, thay vì chúng ta nghiên cứu cả bầu trời thì chúng ta nghiên cứu cơ thể chúng ta đi, và thông qua cái việc mình nghiên cứu cơ thể mình thì bắt đầu mình sử dụng kiến thức đó chăm sóc cho người khác, bác sĩ họ cũng vậy thôi, ý gì như vậy, đúng không? Rồi cảm ơn Thủy rất là nhiều nhé. Chị không có tên, chị tên là iPhone ấy, chị muốn hỏi điều gì chị tương tác đi chị ơi. Rồi anh Thư Thầy muốn tương ơi tác cho thì em hỏi thầy mình uống thực phẩm chức năng á thầy. có Dạ thầy ơi cho em hỏi thầy là mình uống glucosamine với canxi này nọ mình uống chung với nước chứ thuốc mà mỡ máu này nọ được không thầy, thuốc tây á thầy. nó còn tùy vào cái trường hợp này, tốt nhất là bây giờ thực phẩm chức năng thì nó cũng chỉ là thức ăn thôi, có nghĩa là chúng ta làm sao ạ? Chúng ta không hỏi là thực phẩm chức năng là uống chung với thuốc, mà chính xác này, thuốc uống trước ăn hay sau ăn là do bác sĩ kê đơn, đúng không? Thuốc nó khác nhé, thực phẩm chức năng khác, thực phẩm chức năng nó chỉ là cơm thôi, nó giống như là thức ăn thôi, thì chúng ta có thể là uống sau khi ăn hoặc là uống trước khi ăn là do dược sĩ kê đơn, nhưng mà khi có thuốc thì chúng ta lại phải hỏi bác sĩ là cái thuốc này có được uống cùng với thực phẩm chức năng không, đúng không? Chị Lâm hôm nay đeo kính thì em không nhìn nhận ra, đúng không? Với lại trên Facebook của chị Lâm khác rất là nhiều. Anh Thư hình dung không anh Thư ơi? Dạ. Đã động đến thuốc là chúng ta phải hỏi dược sĩ, đúng không? Tại vì chuyên môn của tôi là Dạ. chuyên thực phẩm chức năng chứ không phải chuyên gia về dược. Tất nhiên là mình cũng có biết về dược nhưng mà không dám chắc chắn. Với là một số loại thuốc thì đa phần thuốc là uống trước, trong hoặc là sau ăn hoặc là cách giờ vài tiếng để tránh cái trường hợp là các loại kháng sinh nó trung hòa nhau và làm giảm cái chất Tại lượng. vì mẹ muốn mở máu rồi uống suy giãn tĩnh mạch nữa nên mẹ uống chung, mẹ sợ uống hai ba chập quên nó nên uống chung thì hỏi em, thì em nói để em hỏi thầy mà tại vì em chỉ sợ là uống chung với thuốc tây như nó làm quá trình hấp thụ canxi với gluco nó bị giảm á thầy. Tất nhiên như này nhá, bà mà uống thực phẩm chức năng thì tốt nhất là uống thực phẩm chức năng trước hoặc sau bữa ăn thì nó sẽ hấp thụ được triệt để nhá. Còn các loại thuốc
thì bác sĩ đã kê đơn, dược sĩ đã kê đơn, và đúng cái tầm nào đó thì chúng ta cứ thế mà uống, để tránh cái trường hợp làm sao nó cũng giống như là chúng ta uống thuốc, và uống thuốc thực phẩm chức năng thì phải uống bằng nước đúng không, chứ bây giờ lại uống bằng cà phê đó thì vẫn được thôi, nhưng mà nó giảm giảm gần như là giảm gần như tuyệt đối đến tất cả những cái chất lượng nó xuống, có đúng không? Mình chỉ làm sao Hãy tránh cái trường hợp là uống cà phê, uống những cái loại nước đường, nước giải khát gì đó là uống cùng với thuốc, uống cùng với thực phẩm chức năng thôi, em hiểu không? Thì tốt nhất là hỏi dược sĩ. Còn trong trường hợp mà bà hay quên ấy, thì rất là dễ thôi. Bây giờ mình chia ra, mình chịu khó mình ngồi chia này. Ở đây chúng tôi thì rất hay được chia như này. Mỗi một cái túi zip nhỏ là đóng tất cả lại. Sau sau đó lại kẹp vào một cái túi zip khác. Có cái túi zip, những túi zip rất là nhỏ, mua cực kỳ rẻ luôn. Đóng tất cả thành một khẩu phần, zip lại. Và sau đó ghi xong rồi dán cái băng dính vào. Nó có cái dính dính dán tem đây này. Nó dán cái tem như này. Đó, đây này. Nó dán cái tem giá này. Đấy. Sáng, trưa, tối, 9 giờ ghi rõ ở đây. Đó, chúng ta chịu khó ngồi chia chắc là 30 phút là xong hết. Đó. Thế chứ mà để đúng là để cả đống như đống gạch thì là bà quên là đương nhiên, bản thân tôi cũng quên mà. Đúng không? Để nó có hồ lốn từng viên một thì rất là khó. Tốt nhất là như vậy thì không bao giờ quên được đâu. Cực kỳ khó quên. Đó. Dạ. Ok. Thầy ơi, ví dụ như bây giờ mình muốn uống cách ra thì mình cách khoảng bao nhiêu phút thì là nó hiệu quả nhất thầy? Về căn bản ấy, thực phẩm chức năng nó chỉ là thức ăn, thì chúng ta có thể uống trước cũng sau bữa ăn một lúc là đều ngon miệng hết đúng không, còn riêng Dạ. thuốc có lẽ 80-90% đều uống sau khi ăn Đúng rồi thầy, dạ. đó, thì chúng ta hỏi cho bác sĩ là chắc cú nhất, tại vì thuốc mà uống trước khi ăn thì chúng ta sẽ làm rối loạn cái men ở trong cái dạ dày của mình, nên có thể dẫn tới là bị đau dạ dày hoặc rối loạn cái chuyển hóa của mình đó, thì tốt nhất là Dạ. hỏi chắc chắn là hỏi tuyệt đối, còn hầu hết tất cả loại thuốc hầu hết là đều uống sau khi ăn hết, hầu hết cố Dạ gắng nhá, đúng rồi, cố uống gắng một sau khi chút ăn. Dạ. Dạ xíu, em ok nhá, hiểu rồi, em cảm ơn thầy. Dạ. ok cố gắng nhá, cố gắng chúng ta học dồn dập một chút thì có thể mọi người sẽ có được cái chứng chỉ sớm hơn một chút, nhưng sau đó thì vẫn cứ tiếp tục làm sao hỗ trợ mọi người một đường rất là dài đấy, đây là khóa đầu tiên online và chúng tôi cố gắng làm sao là tạo ra những cái huấn luyện viên thật là chất lượng, thật là tuyệt vời đúng không? Chị Lâm này, chị muốn tương tác điều gì không chị ơi? Chị bật mic lên cơ, chị bật cái mic, chị bật mic lên, chị nói em mới nghe thấy. Mic của chị vẫn tắt. Ấn vào góc trái phía dưới màn hình. Cái micro đấy. Đây này. Đấy em đang nháy chị đấy. Chị bật cái micro lên. Chấm vào cái điện thoại ở phía dưới màn hình. Góc trái màn hình. Không nghe gì. Thì chị nhắn tin đi. Không nghe gì thì nhắn tin. Chị không bật được mic lên thì nhắn tin. Rồi chị nhắn tin đi nhá. Chị cứ nhắn tin đi, trong lúc chờ chị Lâm nhắn tin thì mọi người tương tác điều gì không ạ? Rồi. Chắc chị ít dùng Zoom đúng không? Ok. Rồi, trong lúc chờ nhắn chị Lâm nhắn tin nhá, thì tôi lại chia sẻ lại nhá. Đây tôi sẽ chia sẻ lại một chút để tăng cái năng lượng của mọi người lên thôi. Mạng này đưa đưa một chút xíu. Không sao, tôi có bình tĩnh. Đây là một khóa học cực kỳ đặc biệt, chứ không chỉ đơn giản là mọi người được học xong rồi thôi. Và đây là những cái khóa học gần như là đầu tiên của Liên đoàn Yoga thành phố Hải Phòng. Và hiện tại thì các liên đoàn khác cũng đang chờ liên đoàn của chúng tôi xem hoạt động nó thực sự có hiệu quả và đem lại lợi ích cho cộng đồng không. Thì bắt đầu họ cũng sẽ triển khai. Có nghĩa là mô hình này là một mô hình gần như là bước đầu. Tất nhiên là có những cái mô hình khác cũng tương tự nhé. Nhưng để có một lượng kiến thức nó đầy đủ và chi tiết
thì chúng tôi cần có rất là nhiều chuyên gia khác nhau, và để làm được điều đó thì phải cần phải hỗ trợ dần dần các cái chuyên gia giống như các bạn ấy. Thì cụ thể sau khi khóa học kết thúc, chúng ta sẽ có nhận được những cái chứng chỉ như sau. Ví dụ như là anh Thư là khá là cần những cái điều này này. Đó, cái chứng chỉ giống như này. Được chưa? Cũng giấy chứng nhận. Và chúng ta hoàn toàn trở thành một chuyên gia về dinh dưỡng, chữa bệnh dưỡng sinh. Những cái này là phải cần đối với những cái bạn là huấn luyện viên. Tại vì học viên của mình trông chờ cái điều này. Họ muốn tin mình, đúng không? Chứ không phải mình nói chuyện mà mình phải cho họ cái lý do để họ tin mình. Thì cũng giống như mình học hết cấp 1, cấp 2, cấp 3 đấy, phải có cái gì kết thúc để học viên của mình có lý do để tin mình, đúng không? Ngoài ra này, các cái đầy đủ chi tiết rất là đầy đủ, đúng không? Lưu liếc đầy đủ thì mọi người nhớ gửi các cái thông tin mà tôi đã nhắn ở trong nhóm nhá. Thứ nhất là các thông tin cá nhân của mình. Thứ hai là cái gì nhỉ? Một cái ảnh 4x6 chụp thật đẹp từ đây trở lên. Giống như này này. Đó, thật đẹp, đúng không? Xinh xinh một chút ở cái góc nào đó mình cảm thấy ok. Điền Huyên thì còn đang đánh răng nữa kìa. Đó. Rồi ok. Cô chú anh chị tương tác tiếp đi. Rồi. Cũng không thấy nhắn tin nữa. Chị Lâm cũng không thấy nhắn tin nữa. Đây rồi, chị Lâm hỏi rồi. Chị Lâm hỏi câu thứ nhất, chị cứ nhắn tiếp câu thứ hai đi chị Lâm ơi. Thứ nhất đây, chị có hỏi rằng là ăn các loại củ sống vào thời điểm nào, ví dụ là cà rốt, củ khoai, củ lang. Thế nếu như ăn sống đấy thì có hai trường hợp ăn sống, một là chúng ta làm sao ép nước để ăn, hai là ăn vã ăn thô. Một là ép nước để ăn nhá, hai là ăn vã ăn thô. Vậy thì tất cả các loại rau củ quả nó đều là vitamin, mà vitamin ở đây thì nó cũng giống như là uống cái vitamin này. Thì trong trường hợp mà để uống ngon đấy thì nó sẽ có hai loại, hai thời điểm. Một cái thời điểm là 9 giờ sáng và 4 giờ chiều, là cái tầm đó mà chúng ta hay sử dụng hoa quả để ăn thay cho bữa phụ. Thì tốt nhất chính là 9 giờ sáng và tầm khoảng 4 giờ chiều đối với những người đủ cân nặng. Còn đối với những người mà thiếu cân ấy thì cái thời gian nó chệch đi một chút, có thể là 9 giờ sáng và tầm khoảng 3 giờ chiều, 2-3 giờ chiều là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta hấp thụ được triệt để tất cả những loại vitamin có từ trong rau củ quả. Hoặc là chúng ta có thể uống trực tiếp trong bữa ăn chính hàng ngày. Thay vì chúng ta ăn rau thì chúng ta làm sao ép một cốc nước ép, mà tốt nhất là xay sinh tố. Xay sinh tố rau củ quả thì chúng ta sẽ ăn được cả bã. Và cái bã đấy nó trở thành đường chậm, tránh cái trường hợp bị béo. Mà béo ở đây nó lại chỉ béo mỡ thì rất là lãng phí. Thì đấy là cái câu hỏi thứ nhất của chị Lâm nhé. Bài đạm thì buổi trước mình cũng đã chia sẻ về bài đạm rồi, để thầy cóp cho em. Và em cứ hỏi riêng, em nhắn tin thì thầy hỏi trả lời luôn được. Chúng ta còn tầm khoảng 5 7 phút nữa thì có lẽ là không kịp. Thì về căn bản chỉ trả lời sơ qua được như sau này. Đạm có hai loại, đạm động vật và đạm thực vật. Thì tốt nhất là sau độ tuổi tầm khoảng 35 40 trở lên thì chúng ta thay dần đạm động vật thành đạm thực vật dần đi là vừa. Để làm sao? Để có thể là giữ được vóc dáng của mình trẻ trung nhất, đẹp nhất, ít bệnh tật nhất và sống lâu mà không giặt dẹo nhất. Còn ngoài ra đối với những người lao động nặng mà người ta thích ăn thì cũng khó 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 tương tác và nói chuyện lắm. Đặc biệt là thừa đạm nhiều thì dẫn tới gút. Ăn thừa nhiều đạm là bị gút 100% đấy. Nó còn thừa chi tiết bao nhiêu thì bài trước nó cũng nói rất là chi tiết rồi. Thì em cứ nhắn tin ở trong tin nhắn trực tiếp với thầy nhé. Rồi. Chị Lâm hỏi tiếp câu nữa đi. Em trả lời nốt câu nữa của chị cho mọi người nghỉ ngơi, cơm cháo. Đúng không? Mỗi hôm chúng ta một ít thôi, đừng học nhiều quá, học nhiều quá ham quá là sẽ bị quên. Quan trọng nhất là thực hành, chứ không phải học xong rồi để đấy thì rất là lãng phí, đúng không? Tôi sẽ hỗ trợ mọi người trở thành chuyên gia dinh dưỡng, chỉ là sớm hay muộn thôi. Có thể bây giờ mọi người chưa cần lắm, nhưng tương lai gần chắc chắn là sẽ cần. Chắc chắn là sẽ cần đấy. Chúng ta trở thành những cái người mà tự làm ra được những viên hoàn. Tôi cũng làm ra viên hoàn trước mà. Nếu như mọi người cần, tôi có thể tặng được viên hoàn. Tôi đang làm ra viên hoàn sinh sinh lý nam giới tuyệt đỉnh luôn. Xin lên nào. Rồi, cảm ơn chị Lâm rất là nhiều. Câu hỏi thứ hai của chị là trước chị uống trà uống hạt của ô hay bị nóng trong, tóc chị bị bạc cách đây 5 năm rồi, giờ thấy thầy nói là viên hạt thủ ô là thích lắm, tóc bạc rồi uống hạt thủ ô có tác dụng không thầy? Đây là cam kết này, chắc chắn là nó sẽ làm chậm cái quá trình bạc lại, đây là chắc chắn nhá. Còn trắng lại thì không dám chắc, không dám chắc, tại vì tùy vào cái sức kiệt lực của từng người thì phải khám trực tiếp thì mới dám chắc được trăm bao nhiêu phần trăm. Tôi có thể cam kết nhưng chỉ cam kết được trong cái sự kiểm soát của mình thôi, chứ không phải là cam kết là tóc nó sẽ đen lại được.
Nói như vậy là nó dối, tại vì tôi không biết chắc như nào cả. Thông qua cái việc online như này mình làm sao mà khám chắc được, đúng không? Nhưng chắc chắn một điều rằng này, giả thiết tốc độ bạc của nó bây giờ dựa vào cái việc mà mình nhổ ấy, mình cứ nhổ luôn cái tóc bạc đi, có thể là nhổ ở một khu vực thôi, và sau đó thì mình thấy nó cái mọc nó cứ chậm dần lại, cái tốc độ bạc nó chậm dần lại theo thời gian. Vậy thì mình có thể đo lường được nhá. Giả thiết hôm nay chị nhổ đi 10 sợi và chị không muốn hạ thủ đô, đúng không? Thì tầm khoảng một tháng sau nó đã bọc lại đúng 10 sợi. Vậy thì có nghĩa là tốc độ đang mọc bình thường, tốc độ mọc lại bình thường. Nhưng bây giờ chị uống hạ thủ đô nó mọc lại có 8 sợi thôi. Vậy thì có nghĩa làm sao nhỉ? Nó chậm lại được 20%. Được chưa? Rất là dễ xử lý thôi, chúng ta chỉ cần một mảng thôi và nhổ một góc đấy, thí dụ nó rơi vào tầm khoảng một cái vòng vòng tay như này. Và chúng ta đoán là có bao nhiêu sợi, chúng ta cứ nhổ đi, không có lo. Còn trong trường hợp nhổ nhiều quá là đứt cái nang lông đấy, tại vì cái nang tóc của chúng ta không khác gì cái tế bào đâu, nhổ được tối đa được mấy chục lần rồi nó khỏi mọc luôn, cuối cùng thì hói thì toi. Và sợi bạc cũng quý nhá, chứ không phải là đơn giản đâu. Cái việc chúng ta nhổ chỉ là để đo lường được cái tốc độ bạc thôi, và khi uống lại làm sao đó cho nó đỡ bạc. À, đây thì nữ giới thì mà đến tuổi tầm bốn mấy trở lên thì bạc nhiều lắm, không tránh được đâu, đúng không? Và bản thân nam giới cũng vậy. Thực ra mà những cái sợi bạc đầu tiên thì chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ sợ đấy, vì cái tuổi già nó tới là ai cũng vậy thôi, nhưng mà buộc phải chấp nhận thôi. Nhưng chắc chắn một điều nhá, là nó sẽ chậm lại, tại vì nó sinh ra để làm việc đấy mà, đúng không? Còn chậm lại bao nhiêu thì còn tùy vào cái lượng hạ thủ mọi người uống và ăn. Thì cụ thể đây thì bây giờ lại tiếp tục học sâu thêm một chút, và cái phần sau tôi sẽ nói rất là rõ về tóc, có hẳn cả một cái slide và tôi sẽ bật ngày hôm đấy tất cả về da móng tóc. Bài đấy thì mọi người tôi sẽ chuyển hết tất cả những thông tin trở thành một chuyên gia dinh dưỡng nhé, đúng không? Mọi người sẽ có slide và mọi người tải về cất từ đâu đó, có thể là tải vào cái iCloud của Zalo đấy, khi nào cần mình lấy ra mình dùng. Tôi sẽ hướng dẫn rất là chi tiết nhé, cô chú anh chị đừng có lo nhé. Rồi có lẽ buổi hôm nay thì mình sẽ dừng ở đây nhé, để tránh cái lượng thông tin nó nhiều. Buổi sau mình sẽ học về da móng và tóc, toàn bộ một cái slide rất là trình chiếu, rất là đẹp, có thể bật lên tivi, đúng không? Trở thành một chuyên gia mà vui cực kỳ luôn. Thì thay vì chúng ta chỉ học cho mình, chúng ta lại làm sao có kiến thức để chia sẻ nữa. Rồi cô chú anh chị nhé, cứ bình tĩnh nhá, không vội vã gì đâu, cứ mỗi hôm một chút cho nó không bị áp lực, những thông tin nó không nhiều. Cảm ơn chị Năm rất là nhiều nhé. Cảm ơn anh Lê Định cực kỳ nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc cô chú anh chị có một buổi tối thật là nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng. Buổi khác mình lại gặp nhau nhé. Mến chào cả lớp ạ.